trái không nhỉ? Đâu con thử làm lại mày xem. Đó, con phải xỏ cái quai này vào cái đây, cái móc này này. Chưa, con ra. Đi cho con à. Ừ. Thế tất đâu mình không đi tất hả con? Tại vì con ướt tất. Ừ. Thôi bây giờ bỏ giày ra đã. Không. Vì mẹ con chưa mặc quần áo cho bé dâu mà. Bé dâu thử đi giày nhá. Đấy, xỏ vào cái quai đấy. Xỏ vào cái lỗ kim loại đấy xem nào. Đây, úp nó xuống như thế này chứ để nó ngang ra như thế này. Đó. Đó. Rồi dán nó vào. Chả quá. Được chưa?